Xin chào tất cả các bạn đã đến với khóa học lập trình Laravel căn bản của công ty cổ phần công nghệ Nunet. Ở bài trước, mình đã hướng dẫn cho các bạn về model, là chúng ta làm việc nâng cao hơn với model là chúng ta tạo những cái mối quan hệ cũng như là chúng ta kiểm tra cái request lên ở phía người dùng như thế nào. Ở bài hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn làm việc với database. Thì để làm việc với database thì chúng ta không cần phải làm việc trực tiếp đâu các bạn, mà chúng ta sẽ làm việc thông qua một cái thằng gọi là cái migration. Đây. Thì migration thì nó sẽ được nằm trong cái folder là database migration. Thì trong này nó sẽ là có chứa những cái class, khi mà chúng ta run lên á thì nó sẽ build ra những cái code ở bên trong này. Như ở cái bài trước á, mình có chạy cái dòng lệnh là php artisan migrate, thì nó đã sinh ra cho chúng ta một cái bảng. Đó là cái bảng user này. Bây giờ thì mình chạy lại, nó bảo là nothing rồi nè. Thì những cái bảng mà chúng ta đã chạy rồi á thì nó sẽ không được chạy lại nữa đâu. Mình mở lại database hồi đây. Hồi tuần trước thì mình chạy, khi mà chạy migration á thì nó tự sinh ra một cái bảng là migration nè. Thì cái bảng này nó sẽ ghi lại những cái migration nào mà đã được thực thi, thì nó ghi vào đây. Thì sau khi mà chúng ta run lại á, run lại cái này nè, thì nó sẽ vào đây nó kiểm tra, à cái thằng này đã được chạy rồi thì nó sẽ không chạy nữa nha các bạn. Thì đầu tiên chúng ta cần phải kết nối với database trước. Thì để kết nối với database thì ở bài trước mình đã nói sơ qua rồi, thì ở đây chúng ta chỉ cần lưu ý cái phần DB này thôi. Connection thì mặc định chúng ta để MySQL. Host là đây là ở phía localhost nha các bạn, ở máy chúng ta với địa chỉ này, phải bọt. Và username password mặc định là root và rỗng. Và cuối cùng là database, thì chính là cái tên database các bạn. Đây, em đặt nền study. Rồi thì trước khi bắt đầu thì mình nói sơ qua một xíu về migration. Thì migration là như một hệ thống quản lý phiên bản giống như là git đồ á, mình cũng dành riêng cho cái cơ sở dữ liệu. Thì cho phép định nghĩa các bảng, rồi nội dung bảng và cập nhật thay đổi hoàn toàn bằng lệnh, bằng mã PHP luôn các bạn. Rồi thì để mà tạo được file migration này, tạo được những file này, thì chúng ta chạy lệnh php artisan make migration. Rồi tiếp theo chúng ta sẽ truyền cái tên của cái hàm đó. Thì chúng ta truyền cái tên sao mà chúng ta dễ hiểu, nghĩa là ở đây chúng ta sẽ tạo một cái bảng. Nhưng mà bây giờ mình sẽ create, ở đây mình sẽ đặt tên bảng nha, table name đi. Rồi table. Rồi phía sau này nè, nó có hai cái tham số chúng ta có thể truyền vào. Thì đầu tiên là cái tham số create. Thì cái tham truyền khi mà dùng cái này nè, nghĩa là chúng ta sẽ tạo cái bảng với cái tên là table name đó, với cái tên đó. Rồi xíu nữa tới cái phần kia mình sẽ nói tiếp. Thì khi tạo á, nó sẽ tự vào trong cái folder migrate này luôn. Thì vào đây chúng ta sẽ khai báo những cái cột của cái table name này. Thì đây mặc định á, thì nó đã có sẵn cho chúng ta là cái ID và cái timestamp này. Cái timestamp này á, là nó có hai cột. Đây, nó gồm created as và updated as. Thì hai cái cột cái time này nè, thì nó chính là cái mà cái này nè, đây nó chính là hai cái cột này. Và cái ID này chính là cái cột ID này, và nó sẽ được tự động tăng nha. Thì chúng ta mặc định chúng ta cứ để ba cột này đi, rồi trong này chúng ta khai báo thêm gì đó chúng ta khai báo. Thì chúng ta ở đây chúng ta sẽ dùng cái biến table. Đây đầu tiên là table trỏ tới kiểu dữ liệu. Thì đây nè, có một số kiểu dữ liệu mà người ta để hỗ trợ sẵn cho chúng ta nè, nhưng mà phần lớn chúng ta sử dụng ví dụ như là kiểu test nè, kiểu day time hoặc là json hoặc là nè volume nè, long test
Nói chung là phía bên máy của em, các bạn học xa thì các bạn có thể áp dụng qua đây luôn. Dù như ở đây chúng ta sẽ dùng cái string này, name, nó kiểu kiểu vậy. Ở đây chúng ta có những cái đi kèm theo, ví dụ như cái default là giá trị mặc định này, nghĩa là khi mà chúng ta tạo mà chúng ta không gán cho nó một cái thuộc tính thì nó sẽ lấy cái giá trị mặc định. Hoặc là nullable. Cái nullable đây là sao? Là chúng ta có thể bỏ qua khi mà chúng ta thao tác với dữ liệu á, thì chúng ta không cần phải thêm, khi tạo chúng ta không cần phải truyền cái name vào cũng được luôn. Nó cho, nó có thể cho null. Và ở đây mình có thể dùng là cái command đây, thì cái này á dùng để thì để comment thôi. Chúng ta viết cái gì ở đây, dường như đây là đây mình ghi sơ sơ thôi. Rồi thì dưới đây chúng ta tạo thêm cột khác, dường như là thay bộ cho tới session chẳng hạn. Thôi ở đây mình sẽ dùng mấy cái cơ bản rồi, cái test đi. Thì đây là content. Rồi thì cái này có thể là để null được, như vậy cho tới boiling đi. Đấy, đây là status chẳng hạn. Rồi thì default status rồi sẽ là một là đúng, true á, còn không là false. Rồi bây giờ để mà chạy được cái tạo ra được cái bảng này nè, chúng ta cần phải chạy lệnh á, chúng ta chạy version migrate. Đấy thì đây nó đã thực thi rồi nè. Sau khi chạy xong á, nó sẽ lưu vào cái bảng migration này. Đây nó vừa sinh ra một cái dòng mới này. Rồi bây giờ chúng ta chạy lại thì nó không chạy nữa, nothing rồi. Rồi bây giờ mình qua mình coi cái bảng của mình này. Đấy, reload lại thì nó để có một cái table name. Giả sử như nghe, sau khi một cái quá trình làm việc á, chúng ta phát sinh ra, giờ mình cần thêm một cái cột vào nữa, ví dụ những cột description chẳng hạn, thì làm sao? Mình khuyên các bạn nghe, mình không nên vào trực tiếp ở trong cái migrate mà để tạo bảng mà mình sửa vào đây. Mình không chơi vậy nha, mình không chơi mà vô đây cái mình thêm cái string description. Đó, mình không chơi như vậy. Mình sửa trong đây nghe, mình chạy đâu được nữa đâu. Thấy chưa? Mà mình lương lẹo, ví dụ như giả sử như các bạn lương lẹo đi, các bạn vô đây nè, các bạn xóa cái dòng này đi. Rồi, xóa cái dòng này đi đúng không? Các bạn chạy báo lỗi ngay. Rồi nè. Báo lỗi là cái bảng này đã tồn tại rồi. Mà để chạy được á thì các bạn phải xóa luôn các bạn. Chứ không mà nó cứ lỗi hoài, mỗi lần mà chúng ta chạy chúng ta lỗi hoài, bắt buộc các bạn phải xóa luôn cái file này đi. Và khi xóa cái file này đi các bạn biết sao không? Tại vì chúng ta làm việc nhóm á, mà các bạn á mà xóa cái này đi thì ở đâu đó một người bạn của các bạn á, khi mà lon cái sụt này về mà chạy trên cái máy của họ thì nó không đúng, tại vì nó không có cái bảng table name này. Nó vấn đề ở chỗ đó. Thì ở đây chúng ta cần, như vậy chúng ta phải xóa luôn cái bảng này đi. Mà xóa cái bảng này đi như thế nào? Hiện tại á thì mình chưa có cái dữ liệu gì ở trong, ví dụ như giả sử như ở trong đó chúng ta đã có data sẵn rồi, khoảng vài ngàn data, ví dụ vậy, vài triệu dòng. Rồi lỡ chúng ta mà xóa đi á, nó là nó mất hết là chết luôn. Đâu phải nó chỉ ở trong bảng này đâu. Nó có thể là liên quan tới những cái bảng khác nữa, những cái khó ngoại nữa. Bây giờ mình chạy lại đi, mình chạy lại xóa lại cái dòng này, chạy lại như ban đầu. Rồi thì để mà thêm một cột vào đó, thì chúng ta sẽ tạo một cái migration để mà chỉnh sửa cái bảng đó. Rồi chúng ta cũng tạo tương tự như là cái tài bản thôi, migration. Rồi thì ở đây mình dường như là add field chẳng hạn, rồi table name là cái tên bảng các bạn, còn table phía sau này mới là truyền vào, ghi vào thôi. Còn thì ở đây á, mình sẽ truyền cái vào một cái là table. Đấy, lúc nãy chúng ta truyền cái đây này,
Hồi nãy chúng ta tìm cái khác này. Bây giờ này, cái này dùng để tạo. Còn bây giờ để sửa thì chúng ta sẽ truyền cái table và chúng ta gán nó là cái tên của cái bảng các bạn. Table name. Rồi. Đây là tạo rồi nè. Đây. Thấy không? Nó khác một xíu chỗ này. Ở trên này là cái nó là cái hàm tạo, bên dưới này là nó hàm table thôi. Thì đây mình muốn thêm vào thì mình đơn giản thôi, mình sử dụng table trỏ tới string description. Rồi, thì cái chỗ này nè các bạn lưu ý nha, các bạn phải để là cái nullable nha. Tại vì á, ví dụ như chúng ta đã có những cái đã có một số cái thuộc tính sẵn rồi, một số dòng sẵn rồi, mà khi chúng ta thêm một cái cột mới vào thì nghĩa chỗ đó, những cái phần đó chúng ta sẽ không có cái dữ liệu và có thể nó sẽ báo lỗi nha. Thì các bạn để nullable thì có, chúng ta cho phép cái cột đó nó null. Rồi. Và một cái nữa thì có thể là ví dụ như các bạn muốn nó đẹp hơn đi, các bạn muốn cái description nó nằm sau cái phần name này, nằm sau cái name thì chúng ta trỏ tới after, rồi chúng ta trỏ cho cái name vào, rồi lưu lại nha. Sau đó chúng ta chạy migrate. Rồi chúng ta reload lại cái data đây. Ê, không được rồi, để mình coi. Mình luôn lẹ cái này xíu đi. Nè ta. Ở đây nè, cái chỗ này nó vô rồi bên kia nó chưa vô. Tắt đi mở lại. Đây, để nằm phía sau cái description này. Rồi, thì cái phần up này là khi mà chúng ta tạo á, thì nó sẽ chạy vào trong cái này. Còn một cái phần down này các bạn, thì cái phần này nè, nghĩa là để mà chúng ta rollback lại á, thì đây giờ mình sẽ dùng table trỏ tới drop column là cái cột này, cái sành này. Rồi để mà chạy được cái phía dưới này này thì chúng ta chạy cái lệnh là migrate rollback. Đây này, chúng ta lót lại đây. Chúng ta mắc rồi này, sao không các bạn? Cái rollback là sao? Nghĩa là nó sẽ chạy ngược lại một cái. Ví dụ như chúng ta vừa chạy xong cái field này, chúng ta rollback thì nó sẽ chạy vào cái hàm down này, nó xóa đi cái cột description. Rồi bây giờ mình comment lại cái chỗ này đi. Bây giờ mình sẽ chạy lại migrate này. Đấy, mình rollback nghĩa là nó sẽ lùi lại một bước, nghĩa là giống như là nó chưa chạy cái file fill table này nè. Bây giờ mình chạy lại. Giờ nè, nó sinh ra lại đúng không? Bây giờ mình sẽ rollback lại nha. Mình comment cái dòng xóa này nè, mình coi nó có vào hay không. Mình rollback lại. Ê, sao chính tả rồi. Rồi. Đó, thấy không? Nó đâu có mắc đâu. Thấy chưa? Rồi. Nè, lỗi liền. Thì các bạn lưu ý nha, cái rollback đó, chúng ta làm khi mà làm việc các bạn phải cẩn thận, nghĩa mình phải khai báo đầy đủ á thì mình mới hẳn là rollback. Còn không á thì các bạn có thể là lương lẹo đi, mình vô trực tiếp á, mình xóa luôn. Ok. Sai. Thì cái rollback này để phòng hờ những trường hợp mà chúng ta lỡ chúng ta làm sai gì đó, thì chúng ta khi mà rollback lại thì các bạn vô thẳng file này chúng ta sửa trực tiếp luôn, hoặc chúng ta có thể xóa file và chúng ta làm lại. Rồi thì ở đây có vài lệnh của cái migrate á,
thì các bạn có thể tham khảo thêm, ví dụ như là các bạn vào Application List ấy. Rồi nó sẽ hiện ra những cái, chúng ta tìm tới phần Mirage đây, thì nó có vài cái như vậy: Mirage Fresh, rồi Install đó, đây nè, xóa tất cả các bạn và run lại tất cả cái Mirage, đúng không? Đây, cái này đây nó, chúng ta có thể theo dõi cái phần này. Rồi, thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn về một số cái thay đổi mà chúng ta muốn chỉnh sửa ở trên cái database. Giả sử như ở đây chúng ta có cái cột là cái cột gì đây, description đó chẳng hạn, mà chúng ta không muốn để cái tên là description mà chúng ta muốn để một cái tên khác, ví dụ là chúng ta để là cái title chẳng hạn, thì như thế nào thì mình cũng phải viết một cái migration khác thôi. Rồi thì cái này là mình ghi là trang column chẳng hạn. Thì các bạn nên ghi cái tên bảng lên trên này để khi mà mình tìm lại á, mình xem lại code đồ chẳng hạn á, thì mình dễ dàng hơn. Rồi ở đây mình cũng truyền cái table vào, truyền là table name. Rồi thì không biết chỗ này nè, sao nó khi mà nó tạo xong nó không có tự dừng được, nên mình phải Ctrl C để mà nó dừng lại. Thì chắc là tùy máy thôi, tại máy mình có vấn đề chút. Rồi bây giờ mình mở cái file chỉnh sửa lên. Ở đây nè, mình cũng dùng cái table, mình trỏ tới nè, ở đây nó có một số nó hỗ trợ sẵn nè. Người ta dùng cái sao ta, rename, đúng rồi, rename column đây. Thì đây nè, có hai giá trị truyền vào là cái from và to, nghĩa là từ đâu tới đâu đó. Đấy, thì cái chỗ này chúng ta sẽ truyền là đầu tiên là cái tên cột chúng ta muốn đổi, ví dụ như đây là chúng ta truyền cái description. Đâu rồi, đây description đây. Rồi, chuyển thành cái title. Đấy. Cái phần dưới này thì các bạn cũng nên ghi nha. Mình lười quá mình khỏi ghi. Ở đây thì các bạn rename ngược lại thôi. Từ cái title sang description thôi. Nghĩa là cái phần down này, nghĩa là chúng ta sẽ làm ngược lại hoàn toàn cái phần up, đơn giản vậy thôi. Rồi, bây giờ mình sẽ chạy nè. Migrate.
cái bản 2.1 nghe, nãy mình cài cái bản 3.0 nó không có chạy. Rồi, cái này là mình sửa cái tên cột. Thì bây giờ mình sẽ chỉ các bạn về cái khóa ngoại á. Thì cái phần này là cái phần khá là hay nè. Ở đây mình có hai cái bảng. Cái bảng ấy chà, không có đâu. Thôi, cái bảng này đi. Cái bảng này các bạn thấy bồ luôn. Mình thêm một cái cột là cái cột user đi. Rồi. Migration. À, các bạn lưu ý nghe, các bạn đặt tên đừng có giống nhau nghe, giống nhau nó không có chạy đâu. Rồi ở đây mình sẽ thêm là column user đi. Table name table. Rồi chúng ta truyền cái table vào đấy. Rồi sau khi mà tạo được một cái file này, chúng ta tiến hành khai báo một cái cột. Đầu tiên là chúng ta sẽ dùng cái table trỏ tới một cái inside đây này. Tại sao là cái kiểu này? Thì cái kiểu này nè, các bạn phải quay trở lại cái phần của cái user. Nghĩa là khi mà chúng ta làm khóa ngoại á, thì cái kiểu dữ liệu nó phải giống nhau đúng không? Thì cũng các bạn qua cái user này, nghĩa là nó trỏ tới cái ID này, chúng ta click vào cái ID này, đây, tiếp tục click vào cái hàm này. Thì đây, nó dùng cái hàm là inside này, big integer này. Thì chúng ta còn phải sử dụng cái kiểu dữ liệu là inside big integer để mà nó đồng kiểu dữ liệu chúng ta mới sử dụng khóa ngoại được. Thì ở đây chúng ta sẽ đặt tên là user ID. Rồi. Chúng ta cũng nullable nghe. Rồi. Rồi bây giờ này chúng ta khai báo cái khóa ngoại. Rồi, khóa ngoại thì chúng ta dùng cái table trỏ tới cái foreign. Rồi chúng ta truyền cái cột khóa ngoại vào. Đây, user ID nè, truyền khóa ngoại vào nè. Rồi, chúng ta trỏ tới cái reference. Chúng ta truyền cái khóa chính vào. Nghĩa là cái khóa chính là cái ID của cái bảng. Đây, của nè, cái bảng nè. Đấy. User chưa? Thì cái user này nè không phải là cái tên file các bạn, mà là cái phần trong này, đây chính là cái table này, user này bắt đây. Rồi thì ngoài ra nó còn một cái nữa, chúng ta trỏ tới on cast. On delete này các bạn. Đây, nghĩa là sao? Khi mà cái thằng cha nó xóa thì cái thằng này bị xóa theo. Là giả sử như cái user này mà chúng ta bị xóa thì ứng với cái những cái bảng mà do thằng user nó tạo cũng bị xóa luôn. Đó là cái khai báo cái on delete này. Rồi chúng ta cũng chạy thôi. Migrate đấy. Xong rồi. Thì qua bài này mình đã hướng dẫn cho các bạn về khi mà chúng ta làm việc với database để thêm xóa sửa này. Rồi thì ở đây thêm một cái nữa, sẵn mình chỉ theo các bạn nữa là thay đổi cái kiểu dữ liệu. Nghĩa là từ một khi mà chúng ta làm việc á, cái dụ như string mà chúng ta không muốn nữa, chúng ta chuyển thành một cái khác, kiểu thành number ví dụ vậy. Ví dụ như chúng ta muốn chuyển cái kiểu dữ liệu của nó. Bây giờ mình cũng tương tự, mình cũng tạo một cái migration khác để mình chỉnh sửa. Rồi chúng ta tạo một cái migration là change ở đây mình có cái là cái status đó. Bây giờ nó kiểu boolean, bây giờ mình chuyển sang cái kiểu string chẳng hạn. Change status table name
table. Rồi, chuyển cái table vào. Ê cha, bị gì rồi? À, migration, chứ phải migrate. Rồi. Rồi, đây chúng ta mở file này lên, chúng ta sửa này. Chúng ta dùng cái table rõ tới string. Rồi, truyền cái cột đó vào status, xong chúng ta chọn tới cái chain đây. Đó, như vậy thôi, đơn giản như vậy thôi. Giờ mình chạy lại nè. Chạy migrate. Rồi mình kiểm tra lại cái dữ liệu này, mình refresh lại nghe. Rồi, mình coi cái mình đi coi cái design này. Thì cái status này không? Nó đẹp hồi nãy là nó kiểu là boolean, giờ nó đã chuyển sang varchar này, là kiểu string đó các bạn. Rồi nè, cái comment lúc nãy mà chúng ta của cái name này, chúng ta truyền string name vào đấy, thấy chưa? Rồi thì qua cái bài này mình đã chỉ với các bạn những cái cách làm việc với database mà phổ biến và luôn gặp trong những cái project của các bạn khi mà làm việc nhóm hoặc là làm cá nhân, đều chúng ta đều gặp những cái trường hợp như vậy. Thì ở bài sau mình sẽ hướng dẫn cho các bạn về middleware cũng như là cái phần đăng nhập phân quyền cho các bạn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video, hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo.